cách setup Wi-Fi dành cho quý vị không có sẵn đường dây Internet. Xin chú ý, Wi-Fi luôn không ổn định vì World Media không khuyến khích quý vị sử dụng Wi-Fi. Dùng Internet không dây Wi-Fi. Trên màn hình, xin vào Settings nằm bên góc dưới bên trái màn hình. Chọn mục Appearance để điều chỉnh các thông số. Chọn mục Skin, thay đổi giao diện bằng cách bấm nút OK trên Remote. Chọn giao diện từ Sibo sang giao diện Confluence như ở trên màn hình. Sau khi đã thay đổi giao diện mặc định, bấm nút Return để trở lại mục Settings. Trong trang chính thì mục Settings, chọn mục System. Chọn Internet Access. Trong trang mục bên phải, tức là nút Wire, có nghĩa là quý vị đang được kết nối Internet bằng dây. Nếu như muốn thay đổi sang Internet không dây Wi-Fi, xin bấm OK trong Remote. Trang mục hiện lên, xin chọn đúng Internet của quý vị và nhập mật khẩu Password nếu có. Sau đó xin chọn Return và chọn lại giao diện Sibo để có thể dễ dàng sử dụng.